Hi handsome, it's your boy next door Quốc Khánh. Hôm nay Khánh sẽ chia sẻ với các bạn những món đồ dành cho mùa hè của mình mà mình nghĩ nó cũng xứng đáng có trong tủ đồ của bạn. Đầu tiên đó là những chiếc áo linen. Còn gì là phù hợp hơn cho mùa hè đúng không? Chất linen được làm từ 100% là thành phần thiên nhiên cho nên nó sẽ không có tính đàn hồi. Nhưng mà cũng chính vì những điều đó nó sẽ có những nếp nhăn rất là tự nhiên. Và những nếp nhăn này lại là một điểm đặc trưng của linen. Một điều mà Khánh thích khi mặc linen đó là nó sẽ cho chúng ta một cảm giác rất là thoáng mát và nhẹ nhàng. Và đây cũng là một giải pháp hạ nhiệt dành cho những bạn nào dễ đổ mồ hôi. Và đồng thời nó cũng sẽ bảo vệ da mỗi khi nhiệt độ tăng cao vì đặc tính của nó là thấm hút tốt, nhả nước tốt. Nó có thể chịu được độ ẩm lên tới 20%. Tuy nhiên là nếu mà bạn lựa chọn những chất liệu linen như vậy thì hãy cân nhắc về việc đừng có lựa chọn những loại quá cứng vì nó sẽ làm bạn ngứa ngáy và một phần nếu mà ma sát quá nhiều nó sẽ làm ảnh hưởng tổn thương tới da. Gợi ý của mình hãy chọn những form dáng như là oversize, relaxed fit vì nó sẽ phù hợp cho mùa hè vì những thiết kế rất là phóng khoáng, ví dụ như là Cuban shirt. Đây là hình ảnh đặc trưng của mùa hè với nắng vàng, gió lộng của xứ nhiệt đới. Chiếc áo này là một món đồ casual mà Khánh chọn cho bạn trong mùa hè này hay là nhiều mùa hè khác nữa vì nó rất là dễ mặc. Ngoài những chiếc cơ bản đơn sắc thì nó còn có nhiều biến thể về phối màu cho bạn lựa chọn. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có Marine Shirt, một chiếc áo là hình tượng của những thủy thủ mang đậm tinh thần biển cả. Chiếc áo gợi trong đầu mình những chuyến đi trốn khỏi thành phố ngột ngạt, chill in cạnh hồ bơi trong resort hay thậm chí là lên đên trên biển xanh. Thứ hai đó là quần short, từ nylon short cho tới Bermuda short, chino short, nói chung là tất cả các thể loại form quần ngắn là đều được các bạn ưu ái để cho những mùa nắng nóng như vậy cũng như là mưa gió thất thường. Và bạn có thể xếp gọn nó vào hành lý để cho mình có những chuyến đi du lịch kỳ nghỉ ngắn ngày. Và Khánh cũng đã có làm một video về 3 mẫu quần short mà bạn nên có trong mùa hè năm nay. Thay vì những form dáng slim fit thì mình sẽ ưu tiên những form dáng quần ống rộng và ngắn trên gối. Check it out. Và tiếp theo mình sẽ nói về những đôi giày. Một điều mà mình nghĩ là thiếu sót nếu mà không kể tới đó là một đôi giày trắng dành cho mùa hè vì tính đa dụng của nó. Nhưng với đôi giày này của Muji thì bạn có thêm một đặc tính nữa đó là chống thấm nước. Lớp keo bảo vệ chống thấm này không chỉ được phủ ở phần thân giày mà kể cả phần dây giày cũng được nhà sản xuất quan tâm. Rất là tiện lợi đúng không? Quá phù hợp cho mùa mưa luôn. Nhìn chung thì đôi này có thiết kế khá giống với các brand khác về mẫu thiết kế nhưng mà đơn giản và cũng không có bất kỳ logo hay chữ hay là họa tiết gì hết mà chỉ là một màu trơn. Nhưng khi mang vào thì mình cảm thấy rõ là form giày ôm gọn vào hai bên hông bàn chân, tạo cảm giác slim hơn. Bên cạnh đó thì phải nói về độ nhẹ của đôi giày này và chất liệu 100% cotton nhưng mà không có quá dày. Rất là phù hợp cho mùa hè. Quan trọng là mặc được với rất nhiều kiểu outfit khác nhau từ casual tới sporty hay là minimalist. Và một điều thú vị của đôi giày đó là phần mũi giày. Bên cạnh việc bạn vệ sinh bằng các cách thông thường thì bạn có thể dùng gom cục tẩy đó, bạn bôi nó khi mà nó bị dơ, rất là hay đúng không? Và một điều bạn nên lưu ý khi mua giày ở Muji đó là bản size, vì bản size của Muji khác với những size thông thường cho nên mình có đọc ở trên mạng thì mọi người nói là khi mua hãy tăng lên một size. Tuy nhiên là cơ thể của mỗi người mỗi khác, bạn nghe là vậy nhưng mà khi thử vào, mang vào mới biết là độ fit của nó với người mình như thế nào. Bên cạnh những đôi sneaker bạn khó có thể mặc trong những dịp trang trọng như là đi hội họp hoặc là những buổi date night, nhưng mà boot cao cổ lại khá là khá nóng cho mùa hè thì lựa chọn của Khánh là một đôi derby. Tuy nhiên để có điểm nhấn hơn so với những đôi derby bình thường, những đôi derby bình thường nó sẽ có phần đế ngang, thì Khánh sẽ chọn một đôi derby có form chunky với phần đế dày hơn. Và điểm đặc biệt nữa đó là phần răng cưa ở phía dưới cho bạn một cái nhìn fresh hơn. Và đây là của một local brand Việt Nam có tên là The Comboy. Tại sao nói đây là một đôi giày phù hợp cho mùa hè? Thứ nhất đó là thiết kế với hai phần mảnh thân bên hông được thiết kế rời như vậy nè, sẽ có sự linh hoạt và khi mà mình di chuyển nó sẽ thoáng khí hơn. Thứ hai thì so với các dòng giày da khác như là Combat Boot hay là Chelsea Boot thì derby cũng là một dạng giày da nhưng mà phần cổ nó thấp hơn mắt cá chân để cho bạn sự thoải mái khi mà di chuyển.
đó là bốn món đồ mà Khanh nghĩ là thiết yếu dành cho mùa hè này vì công năng sử dụng của nó rất là phù hợp với thời tiết Việt Nam thời điểm hiện tại. Bạn không cần gì quá nhiều nhưng mà những món Khanh gợi ý sẽ giúp cho bạn có điểm nhấn hơn và đặc biệt là phong cách hơn trong một mùa nắng nóng, bạn không có muốn dress up gì quá cầu kỳ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và hãy nhớ like và share video. Comment cho Khanh biết là bạn muốn Khanh làm thêm về chủ đề gì. Subscribe channel của mình và kết nối với mình ở Instagram. Một điều cuối đó là hãy yêu bản thân mình và luôn trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Hẹn gặp lại.